Ok, hello xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Chart Lại là tôi đây. Hôm nay thì tôi sẽ trình bày cho các bạn nghe một chủ đề nó liên quan đến động lực thị trường và một cái công cụ này nó như là một cái công cụ bổ trợ cho các bạn thôi nha. Tôi dùng đúng cái từ nó chỉ là bổ trợ cho các bạn thôi để các bạn có thể nhìn nhanh thị trường còn ngoài ra về việc nhìn động lực thì bạn luôn luôn phải sử dụng cho tôi hai công cụ đó là đường trendline và macd các bạn nhớ điều này nhé trendline và macd là hai công cụ chính còn công cụ ngày hôm nay chỉ là một công cụ hỗ trợ thôi thì tôi sẽ nói với bạn thông qua một cái chủ đề đó chính là moving average mà chúng ta hay gọi là đường ma đó qua chủ đề là bạn có thực sự hiểu về đường trung bình động hay không Ok, vậy thì cùng bắt đầu nào chúng ta sẽ có một cái đường trung bình động Vậy thì đối với những bạn lần đầu tiên nghe về video mà chưa biết gì về đường trung bình động thì sẽ có rất nhiều tài liệu trên mạng làm tốt hơn tôi vấn đề này, tôi phải thừa nhận như vậy. Thì bạn có thể tìm hiểu trên Internet trước nhé Còn nếu đối với tôi thì tôi cũng có tài liệu trên website nói về vấn đề này và tôi xin cắt nghĩa rất đơn giản là như sau. Chẳng hạn như khi chúng ta nói dùng đường trung bình động MA 3 chu kỳ thì tức là chúng ta sẽ dùng cái khung thời gian hiện tại nhàn hàng không thời gian hiện tại là 1. Vậy thì chúng ta sẽ dùng đường trung bình động 3 chu kỳ hay nói là 3 giờ. Vậy thì chúng ta có 3 giờ. Trong 3 giờ điểm giá nó giá đóng cửa của nó là như sau, 1 2 3 thì chúng ta lấy trung bình cộng của 3 đường này, của của 3 điểm giá này, chúng ta sẽ có một điểm như sau. Tiếp tục thì chúng ta có một điểm thứ tư. Điểm thứ tư này là đếm so với điểm thứ nhất. Nhưng mà nó đếm tiếp tục thì chúng ta chỉ có 3 điểm thôi, 1 2 3. Thì 3 đường ba điểm này nó sẽ cho ra một cái điểm trung bình cộng thứ nhì và tiếp tục như vậy nếu chúng ta có một điểm giá thứ tư nằm ngay đây nếu đánh số thứ tự thì chúng ta có một điểm thứ năm nhưng nếu đếm theo chung đếm theo ba chu kỳ thì chúng ta chỉ có ba điểm như thế này một hai ba và ba cái điểm này trung bình cộng lại thì chúng ta có một điểm giá như sau vậy thì sau khi chúng ta nói lại các điểm trung bình cộng thì chúng ta có đường trung bình cộng à, có đường đường đường, đường chuyển chung chung trung bình động ba chu kỳ ok rất đơn giản đúng không nhưng các bạn có thực sự hiểu về cái cách sử dụng nó hay không chẳng hạn như tôi sẽ em một cái đường vào và tôi đang nói là cái đường 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 cơ bản thôi nha cái này rồi đường, đường symbol ấy ví dụ như tôi dùng cái là 50 đi Ok vậy thì trên tài liệu rất nhiều tài liệu trên mạng à, nói với các bạn rằng Ok thì bạn hãy dùng đường này, bên cạnh đó là sử dụng thêm một cái đường nữa chẳng hạn như là Golden Cross thì chúng ta có cái hệ là 50 và 100. Tôi thì tôi không phê phán đến cái cách này. Có thể là do tôi chưa học đủ để có thể nói được cái tính hiệu quả nên tôi sẽ không nói về tính hiệu quả của của những cái phương pháp này khi kết hợp lại với nhau. Thì chẳng hạn như chúng ta có một cái lệnh bay khi giá cắt từ dưới lên này và chúng ta sẽ có một lệnh sell khi giá cắt từ xuống từ từ trên xuống đối với đường trung bình động nhanh. Đây là một trong những cái cách dùng rất phổ biến của đường MA. Tôi không phê phán cách này nhưng với tôi tôi không sử dụng đường MA theo cách này. Vì với tôi bạn có thể tự chiêm nghiệm lại khi chúng ta sử dụng đường MA, tức là chúng ta đang sử dụng dữ liệu giá đóng cửa của thị trường và chúng ta tổng hợp nó làm thành một chuỗi các dự kiện Dự kiện 1, dự kiện 2, dự kiện 3, dự kiện 4 Chúng ta tổng hợp lại thì chúng ta có một chuỗi các dự kiện Được hình ảnh hóa nó lên thành một cái đường trông như thế này Vậy thì vô hình dung chúng ta đang sử dụng chính là giá của thị trường thôi Chúng ta không sử dụng gì khác Vậy nếu mà để nói rằng thị trường quay lại mà retest cái đường này Thì tôi thấy với bản thân tôi là sự vô lý đối với bản thân tôi là sự vô lý và cái cách dùng nó không phải như vậy vậy thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách dùng mà riêng cá nhân tôi tôi đang sử dụng nhưng mà nó cũng là chỉ là một phương pháp bổ trợ các bạn nhớ đấy nha các bạn không được dùng nó để ra quyết định giao dịch tôi dặn kỹ rất kỹ cái phần này rồi ok thì bạn sẽ chuyển lên là đường cho tôi là đường 200 chúng ta đang ở khung thời gian h1 và có một cái cái điều buồn cười như thế này mà tôi nghĩ là có một vài bạn sẽ chưa biết đâu tôi sẽ copy qua các bạn sẽ thấy đây là hai đường trung bình động bên trái là đường 200 chu kỳ các bạn nhìn ở đây nhé và khung thời gian là h1 bây giờ bên tay phải tôi sẽ chuyển lên khung thời gian 4 giờ thì các bạn sẽ đánh giá được hai cái đường này trong nó như thế nào nha. Một đường thì nó di chuyển như này nó chỉ chạm là cái vùng này xong nó đi tiếp. Tức là bên tay phải nó cũng phải đi như thế này và nó chạm đi tiếp. Nhưng qua bên khung thời gian H4 thì chúng ta nên sử dụng dữ liệu giá của H4 nên nó bị lệch lạc đi. Vậy nếu chúng ta chỉ cần chuyển nó về 50, cái công thức là nếu H1 là 200. Nếu H1 là 200 chu kỳ, vậy thì khi lên H4 bạn phải chia bớt cho 4 đi. À, chia cho 4 đi thì bạn sẽ ra đường là 50. Vậy nếu bạn chuyển bên khung tay phải về 50 thì bạn có chính xác hai đường chu kỳ này là một. Hai đường mà này là một các bạn sẽ nhìn này. Tôi sẽ rơi chuột chậm để các bạn có thể nhìn hai bên nha. Thì nó chính xác là một. Nó chính xác cái điểm giá. Đây các bạn nhìn cái điểm này, thấy cái dấu cộng không? Dấu cộng này. Thì các bạn nhìn thấy điểm giá này và điểm giá này, tôi sẽ rơi chuột theo cái đường bên tay trái và các bạn sẽ thấy nó đồng bộ và nó chính là một thôi chứ không có dùng hai đường. Vậy nếu bạn đang dùng MA200 trên H1 thì chính là đường MA50 trên H4 Các bạn nhớ kỹ điều này nha Ok, rồi các bạn lưu ý điều đấy cho tôi Quay lại vấn đề một chút Chúng ta cùng đến với cách dùng của đường 200 Thì đường 200 này Với tôi thì nó chỉ là cái uh, lấy từ cái dữ liệu giá ra Vậy thì chúng ta hãy cùng nhìn dữ liệu giá ảnh hưởng đến cái đường này như thế nào Khi chúng ta sử dụng thi, chúng ta vẫn sử dụng đường MA nhưng chúng ta sử dụng tới hai đường hai hệ đường MA chẳng hạn như là đường hai và 26. Chúng ta tạo ra được một cái histogram trong nó như thế này. Và khi chúng ta sử dụng chúng ta so sánh chẳng hạn như chúng ta sẽ so sánh động lực giữa chuyển động này và động lực giữa chuyển động kia. Chúng ta có hai chuyển động, theo là impulse và hồi lại làm correction, sau đó lại tiếp tục là impulse. Vậy thì chúng ta đang so sánh động lực giữa tôi sẽ đánh dấu đây là số 1, đây là số 2 và đây là số 3. Chúng ta có 3 chuyển động nha. Các bạn hãy cùng đánh dấu với tôi. Chúng ta có 3 chuyển động. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vậy thì khi các bạn nói về so sánh động lực, các bạn đang dùng cái từ là so sánh. Vậy thì so sánh là so sánh cái nào với cái nào? Cái đó mới là mối chốt vấn đề. Các bạn lấy hai đối tượng để so sánh. Đây là đối tượng đầu tiên và đây là đối tượng thứ nhì, được mang tên là chuyển động 1 và chuyển động 3. Cũng như vậy, mắc đi chúng ta vẫn đo được động lực thông qua việc là nhìn cái số 1 và nhìn cái số 3. Vậy là chúng ta có hai đối tượng để so sánh. Nhưng khi chúng ta dùng đường MA, chúng ta lại không có đối tượng để so sánh, nhưng chúng ta vẫn có thể đọc được động lực và cái cách động lực này chỉ dành cho các bạn nâng cao nhìn sơ qua thị trường để hiểu được, để tự tin được về cái phương pháp mình. Chứ nó không được dùng để ra quyết định giao dịch. Bởi vì khi bạn sử dụng nó thì bạn đang so sánh động lực giữa giá và chính cái đường đó. Thì bạn sẽ ra được cái động lực của một bài toán này. Chẳng hạn như tôi sẽ dùng cái phương pháp filter để cho các bạn thấy. Bây giờ tôi sẽ filter bằng mắt đi từ đây đến đây cho các bạn thấy nha thì rất dễ dàng 1, 2, 3 chúng ta sẽ có được là một chuyển động này thông qua việc là lên khung thời gian to hơn. Các bạn thấy chưa? 1, 2, 3. Chúng ta không đánh WXY hay ABC gì nhé, vì đó không phải là nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta đang có 1, 2, 3 ở đây. Chúng ta cùng chuyển nó lên một cái màu à, cho nó chói mắt đi, màu đỏ đi và sẽ là Ran Super Cycle OK chúng ta có tiếp là một hai ba như thế này thì chúng ta sẽ phải đổi màu nó đi thành một màu xanh dương chẳng hạn và cái cấp độ sẽ là thấp hơn rất là dễ đúng không các bạn học đến thời điểm này rồi các bạn cũng có thể làm được những cái điều này và một vài bạn đã gửi tin nhắn cho tôi là họ đã trade thành công với những phương pháp tôi chia sẻ. Và một vài bạn thì phân tích được nhưng lại vẫn chưa có lệnh nào thành công. Thì các bạn cố lên nhé. Thì quay lại bài học chúng ta đang có 1 2 3 và chúng ta có 1 2 3 tương ứng với những cấp độ khác nhau, hai cấp độ khác nhau. Vậy thì nếu chúng ta dùng đường MA chúng ta dùng như thế nào đây? Chúng ta sẽ nhìn nhanh bằng cách là thị trường di chuyển sang một khoảng và thị trường hồi lại hồi không chạm được với đường MA vậy thì thị trường vẫn còn động lực và thị trường di chuyển tiếp sau đó thị trường quyết định là quay về đường MA và chạm vào đường MA vậy thì chúng ta sẽ có một cấp độ như sau 1 2 3 trong đó cái động lực này di chuyển rất là mạnh và nó không hồi đủ để chạm này thì chúng ta có thể đọc nhanh bằng cách là 1 2 3 các bạn hiểu chưa ok vì cái tính chất đó mà suy ra cái điều tiếp theo đó chính là cái việc mà bạn đọc cái vùng hồi chẳng hạn như khi giá nó tiến tại vùng này thì các bạn có rất nhiều điểm để nó tiến về đường mà a chẳng hạn như tôi xin đưa một số ví dụ bạn sẽ thấy khác nhau đây bạn sẽ thấy khác nhau nếu mà cái đường mà a của bạn trông nó như thế này mà nó tiến rất xa từ khỏi đường mà a về đường mà a thì bạn sẽ biết được cái động lực của thị trường nó sẽ khác với lại cái việc mà bạn từ một cái điểm này cũng xa với đường mà A nhưng vô hình chung nó nằm rất là gần khi so với đường này và khi nó tiến về đường mà A thì nó khác nhau và nếu cái việc mà nó tiến từ xa đường mà A trong như bên trái này mà nó vượt khỏi đường mà A thì tính chất của nó sẽ khác với lại cái việc mà chẳng hạn như bạn là từ một cái điểm xa này bạn vượt qua hẳn đường mà A và bạn hồi về động lực có sự thay đổi dần dần và đỉnh điểm của nó là bạn sẽ thấy ứng dụng to nhất của cái vấn đề này là khi bạn nhìn từ một điểm bạn thấy được chẳng hạn như là chúng ta có một cái chuyển động như thế này và chúng ta có một cái turning point như thế này thì nếu giá vượt qua khỏi đường mà A như thế này vượt ra xa mà nếu nó hồi về đường mà A nghe kỹ cái từ cuối nha hồi về đường mà A hồi về nha chứ không phải hồi như này nha đây không phải là hồi về đường ma nha đây là hồi thủng đường ma luôn rồi nên đây là hồi về đường ma thì đây là một trong những cái correction mà sắp đẩy thị trường đi mạnh nhất